Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa. Tập 24. Chương 231, Trảm Lâu Lan. Xác suất thành công cực kỳ nhỏ bé, cách duy nhất để sống sót là cứu hai đồng đội trước khi họ bị nguyên thể nhiễu sóng ăn thịt. Hắc Thánh Tử lấy bả vai bị trùng điệp các vết thương làm giá, quét qua Vạn Lý Phong đao, thoáng một kiếm đẩy cây trường thương của kỵ sĩ Hoàng Hôn đang hướng về phía mình. Thân hình lơ lửng không cố định, đã vụt phát đến giữa hành lang trước mặt của nguyên thể nhiễu sóng, thanh kiếm trong tay hắn ta hướng về phía các xúc tu trên không trung rồi chém xuống. Hắc Thánh Tử vốn có tên là Thôi Tại Tích, người có gia tộc cực kỳ quyền lực ở Cao Ly, mạng lưới quan hệ rất phức tạp. Các quý tộc của Cao Ly hành động vô lương tâm không kiêng nể hơn các quý tộc ở những nơi khác trên thế giới nhờ sự trợ giúp của sức mạnh gia tộc. Thôi Tại Tích trước nay không bao giờ cần phải lo lắng về sự khan hiếm trang thiết bị hoặc kỹ năng như những người chơi cô lang. Các kỹ năng tấn công được kích hoạt trong nháy mắt, thanh kiếm đâm một luồng năng lượng trường kiếm, chia cắt các xúc tu của nguyên thể nhiễu sóng và một nửa nhỏ của bức tường hành lang. Hai xúc tu bị gãy rơi xuống đất cùng với thợ đá và trang bành phái, nguyên thể nhiễu sóng đầu óc ngu ngốc ngây ra một lúc, dường như đang kinh ngạc tại sao không cảm giác được hai cái xúc tu vươn ra. Bộ não của nguyên thể nhiễu sóng vẫn đang suy nghĩ, nhưng cơ thể theo bản năng của nó, phóng ra hàng chục xúc tu và lao về phía trước hành lang. Ba người chơi mỗi người lấy ra một lọ thuốc sinh mệnh vi hình ra đổ xuống, thợ đá lật lòng bàn tay cầm một con dao trang trí và kích hoạt kỹ năng của mình. Để vô số mảnh sắt dài và hẹp giống như một con dao trang trí trải dài hai bên hành lang, đan xen vào nhau, đan thành một lưới đánh cá dày đặc. Trang bành phái duỗi tay về phía trước và đập mạnh vào ngực mình, tạo ra ba quả cầu rực lửa lớn nhỏ cỡ quả bóng rổ trong không khí, chúng bắn ra phía trước hành lang theo hình tam giác. Hắc Thánh Tử vung kiếm đâm ngang, phát ra một vầng loan nguyệt kiếm về phía nguyên thể nhiễu sóng. Ba người họ thi triển kỹ năng, cố gắng chặn vô số xúc tu gần như lấp đầy hành lang, bọn họ đã thành công. Các xúc tu bị xé nát bởi lưới đánh cá bằng sắt không thể phá hủy, bị đốt cháy bởi quả cầu rực lửa và bị tách ra làm hai bởi lưỡi kiếm ánh sáng. Những mảnh thi thể còn sót lại của nguyên thể nhiễu sóng rơi xuống đất, nhưng con quái vật chỉ lắc lư cơ thể tùy ý. Hàng trăm chiếc ống dày bằng cánh tay đã mọc ra từ tấm thảm vi khuẩn ở hành lang phía sau. Giống như một ống kim, đâm vào khe hở trên mai ở phía sau lưng nguyên thể nhiễu sóng. Thảm vi khuẩn và nguyên thể nhiễu sóng ban đầu là tạo vật một thể hai mặt, sau khi máu thịt của thảm vi khuẩn được tiếp viện. Các xúc tu của nguyên thể nhiễu sóng bắt đầu sinh sôi với tốc độ cao, tốc độ phát triển của nó nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ mài mòn. Trong cơn tuyệt vọng, một dòng xúc tu đã nuốt chửng ba người chơi, thừa thế không giảm tiếp tục tấn công Lý Ngang và những người khác. Phương pháp săn mồi của nguyên thể nhiễu sóng không phải là giết con mồi ngay lập tức rồi nuốt xương và thịt, mà là nuốt vào bụng rồi dùng thảm vi khuẩn máu thịt bên trong dạ dày tiêu hóa từ từ. Cách săn mồi này không chỉ khiến thợ đá và những người khác mất mạng tại chỗ mà còn đẩy đám người Lý Ngang vào tình thế tuyệt vọng. Họ không còn có thể kiếm đủ điểm nhiệm vụ bằng cách trực tiếp giết một đội chơi khác. Hiện tại, hoặc là dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, liều mạng với nguyên thể nhiễu sóng, để xem liệu có thể giết nó hay không, hoặc là tìm cơ hội tiêu diệt bản mẫu sinh vật trên lưng nó. Hoặc vừa chiến đấu vừa rút lui, chờ đợi tin tức đám người thợ đá bị xúc tu giết chết. Giữa ánh điện và lửa đá, đám xúc tu đầy trời đã đánh chớp nhoáng đến phía trước Lý Ngang, từng cơn gió tanh nồng nhấn chìm sát khí tàn bạo lao thẳng vào mặt hắn. Côn thép không có mũi, lực sát thương đối với các xúc tu là quá nhỏ, Lý Ngang dứt khoát thu hồi côn thép lại và lấy con dao ngắn có độc ra. Nhờ sự trợ giúp của tám móng vuốt nhện kéo dài từ phía sau lưng, hắn ta nhảy lên trần nhà, tránh những xúc tu đang lao tới. Lý Ngang áp chặt lưng vào trần nhà, lưỡi dao ngắn trên tay hắn lướt xuống dưới. Giống như một con dao nóng hổi cắt bơ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, đồng thời dễ dàng cắt đứt những xúc tu cứng rắn và dày. Máu bắn tung tóe, phun nước dày đặc. Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng và phục hồi của nguyên thể nhiễu sóng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với giống gà sáu cánh dành riêng cho công vòm vàng trong truyền thuyết thành thị. Mặt cắt bị đứt gãy của các xúc tu nhanh chóng mọc ra những xúc tu nhỏ, thấy gió là dài và hồi phục 7-8 phần sau 2-3 giây. Vào thời điểm quan trọng,
khuôn mặt trung niên có vẻ như đã quá 20 tuổi đầy dầu mỡ của Vạn Lý Phong Đao, hiện lên vẻ lãnh đạm với sinh tử. Giúp tôi tranh thủ ít thời gian. Hắn quát to một tiếng, chấn động máu nước trên người, lui về phía sau nửa bước, tay nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Đối mặt với bầu trời đầy những xúc tu, hắn bất ngờ nhắm mắt lại, như thể đã từ bỏ sự phản kháng. Tên danh hiệu, Trảm Lâu Lan. Phương thức phóng thích, chủ động. Tác dụng đặc biệt, thúc đẩy kiếm khí, sau một thời gian ngắn trì hoãn, phóng ra một đạo kiếm khí hình vòng cung chém về phía trước. Thời gian tụ lực và uy lực khí nhận được xác định bởi sức mạnh, sự nhanh nhẹn và các thuộc tính thể chất của người dùng. Tiêu hao 15% tổng sức mạnh. Thời gian làm mát 5 phút. Ghi chú: kiếm hạ dưới eo, thẳng là Trảm Lâu Lan. Chương 232: Con rết. Kỹ năng danh hiệu này có được khi Vạn Lý Phong Đao đấu với Hằng La Tư trong nhiệm vụ kịch bản trước, sức mạnh giải phóng là rất lớn, nhược điểm duy nhất là nó cần vài giây để tích lũy sức mạnh. Giữa sự sống và cái chết, nửa giây đã đủ để phân biệt. Thắng thua, muốn vắt ra tích lũy năng lượng thời gian dài như vậy lại càng khó hơn. Vạn Lý Phong Đao lựa chọn đem hy vọng cuối cùng vào hai người đồng đội. Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau trước đây, sau khi được phân vào cùng một nhiệm vụ kịch bản cũng không giao tiếp nhiều. Nhưng kỵ sĩ Hoàng Hôn vẫn chọn tin vào người đàn ông trung niên có vẻ ngoài xấu xí này. Hắn đứng bên cạnh Vạn Lý Phong Đao, vung trường thương trong tay phóng ra sấm sét, đánh chúng chính xác vào những xúc tu hung bạo đang lao đi như thủy triều. Lý Ngang cũng tiện tay lấy ra một chuỗi lựu đạn phân mảnh và bình cháy nổ nhiệt nhôm, đồng thời ném chúng vào nguyên thể nhiễu sóng. Buông vuốt nhện xuống, gần sát phía dưới, vung con dao ngắn có độc lên cắt bỏ một phần xúc tu. Các xúc tu liên tục bị cắt đứt trước hành lang, không chút ảnh hưởng đến nguyên thể nhiễu sóng, nó vẫn giữ dáng đi bình thản, như thể ăn chắc Lý Ngang và những người khác. Thợ đá, Trang Bành Phái và Hắc Thánh Tử đã bị nuốt chửng trong đợt tấn công xúc tu đầu tiên của nguyên thể nhiễu sóng. Chiếc thảm vi khuẩn máu thịt ở khắp nơi trong cơ thể nó lấp đầy không gian cho ba người chơi di chuyển, khiến họ không chỉ bị hạn chế hô hấp mà còn không thể cử động chân tay. Chỉ có thể cảm thấy tấm thảm vi khuẩn ăn mòn lớp quần áo bảo hộ chống hóa chất mà họ đang mặc, thậm chí thêm bước nữa, chúng bắt đầu làm tan chảy lớp da trên cơ thể họ. Oang! Tiếng lựu đạn nổ do Lý Ngang ném ra vang lên, những xúc tu phía trước bị nổ tung, những xúc tu phía sau cũng bị những mảnh sắt đầy trời bay ra chém bị thương. Bình đốt nhiệt nhôm cũng đang cháy hừng hực, nhiệt độ cực cao đủ để nấu chảy thép quả thực không phải là thứ máu thịt có thể chống lại được. Các xúc tu xung quanh ly bình đốt nhiệt vừa đúng lúc đã bị thiêu đốt nướng chín, đang bay lơ lửng trong không khí ngoài mùi máu ra mùi thứ hai mùi thịt nướng. Nhiều yếu tố khác nhau chồng lên để làm chậm quá trình tiến lên của nguyên thể nhiễu sóng, những xúc tu vung ra cũng bị ngưng trệ trong không khí chưa đầy nửa giây. Nguyên thể ban đầu chỉ dựa vào hành động theo bản năng, vô thức đau đớn mà cảm thấy phẫn nộ. Lần đầu tiên nó muốn xé con mồi trước mặt nó thành nhiều mảnh, đây là cảm xúc nguyên thủy nhất và không liên quan gì đến việc ăn. Nó tức giận đẩy nhanh tốc độ di chuyển về phía trước, cơ thể nặng như một chiếc xe bọc thép và nghiền nát chất nhiệt vẫn đang cháy vào nền đất hợp kim. Nhìn thấy nó sắp lao ra khỏi ngã tư hành lang hình chữ T, Vạn Lý Phong Đao cuối cùng cũng hoàn thành tụ lực. Tên này bề ngoài trông giống một người đàn ông trung niên, nhưng thật ra là một thanh niên 9-10 mang xác thịt khô. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hắn kiếm trong tay vẽ ra một đường cung bán nguyệt trên không trung, chém nghiêng xuống. Một vầng trăng khuyết nở trên hành lang. Long cong. Kiếm khí hình lưỡi liềm bay không ngừng về phía trước, và mọi chướng ngại vật đều bị hào quang kiếm cắt đứt và bay lên. Mấy chục cái xúc tu cùng nhau bị xé thành vô số đoạn, ngay cả nguyên thể nhiễu sóng có khả năng chịu đau cực cao cũng không nhịn được mà kêu lên. Cùng lúc đó, loại virus cấp tính không biết tên ở trên con dao ngắn mãnh độc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, ăn mòn cơ thể của nó. Nhưng, đây không phải đòn chí mạng, chỉ cần bản mẫu sinh mệnh còn, chỉ cần có thảm vi khuẩn máu thịt, thể nhiễu sóng không bao giờ bị đánh bại. Chờ một chút, thứ gì mà trượt từ trần nhà xuống như một con chuột đang đào hang với 8 móng vuốt nhện. Nguyên thể nhiễu sóng không mấy trí tuệ, ngơ ngác nhìn Lý Ngang vung dao ngắn trong tay chặt đứt những xúc tu còn sót lại, trượt tới nhanh chóng. Sau khi Alphonse kích hoạt thiết bị tự hủy, hệ thống đã xác định rằng mục tiêu nhiệm vụ 1 và mục tiêu nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, nhưng không cho nhiệm vụ 3 tiêu diệt nguyên thể nhiễu sóng và nhiệm vụ 4 tiêu diệt bản mẫu sinh vật cùng cho rằng hoàn thành. Trong lúc Lý Ngang lao về phía quái vật nhiễu sóng, trong lòng thầm nói,
Điều này cũng có nghĩa là hệ thống nhận định rằng quả bom hạt nhân thuần túy đã phát nổ, đã không thể giết chết nguyên thể và cũng không thể tiêu diệt bản mẫu. Kết hợp với hành động ngu ngốc của nguyên thể nhiễu sóng không né không tránh và lao về phía phòng điều khiển chính, có thể giả định vì nó không dựa vào việc thoát khỏi phạm vi vụ nổ để may mắn sống sót. Ngay cả bom hạt nhân cũng không thể giết hết quái vật, đoán chừng chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn ta đã trượt tới ngay phía trên con quái vật nhiễu sóng, và móng vuốt nhện từ phía sau bỗng nhiên bắn ra, đem hắn bắn về phần lưng ban đầu, khu vực nơi có bản mẫu sinh vật. Tùng, hai chân của Lý Ngang dẫm mạnh vào lớp mai cứng và dày phía sau lưng của nguyên thể nhiễu sóng. Tám móng vuốt nhện cắm sâu vào các khe hở của lớp vỏ như một cái cuốc đang leo lên núi để giữ ổn định thân hình của hắn ta. Quái vật nhiễu sóng dường như dự cảm được điều gì, nửa người trên nhổng lên thật cao, những xúc tu vừa mới mọc ra đã khép lại như ruồi, oằn xuống về phía Lý Ngang. Mắt thấy những xúc tu sắp đánh tới Lý Ngang, đột nhiên, từ trong khoang bụng của nó phát ra một tiếng gầm dữ dội, toàn thân con rết vì đó mà dừng lại. Khoảng trống thoáng qua này liền trôi qua, đủ để Lý Ngang cầm ngược chuôi của con dao ngắn có độc bằng cả hai tay một cách chắc chắn và đâm nó về phía mai nơi có bản mẫu sinh học ở bên dưới. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, Thu hoạch. Lưỡi dao sắc nhọn không thể lay chuyển không bị cản trở gì, Lý Ngang nghiến răng, nắm chặt cán dao, nhanh chóng vặn tròn nó để khoét sâu vào toàn bộ bản mẫu sinh vật. Vào thời điểm nó bị tách khỏi bản mẫu, phần đầu của nguyên thể nhiễu sóng vốn đang dương cao liền rũ xuống như thể nó đã bị rút hết sức lực, ngược lại cái thảm vi khuẩn máu thịt ở phía sau, như muốn phát điên, điên cuồng ngọ nguậy cuốn tới. Mục tiêu nhiệm vụ 2, tiêu diệt nguyên thể nhiễu sóng đã được hoàn thành, đội hiện tại ghi được 3 điểm. Lời cảnh báo tiêu diệt nguyên thể nhiễu sóng vang lên bên tai, Lý Ngang thở hổn hển, cho bản mẫu sinh vật vào ba lô qua lớp găng tay. Cùng lúc đó, Alphonse đã nhìn thấy hành động này của hắn ta qua camera nối trên hốc tường, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không do dự, ông ta nhấn nút trên bảng điều khiển chính để tăng tốc độ đếm ngược đến vụ nổ hạt nhân. Bản mẫu sinh học hoàn toàn không phải là một nữ thần có lòng từ bi và nhân hậu, cô ta sẽ chỉ mang đến những thảm họa vô tận. Không ai nên sở hữu cô ta. Hàng trăm quả bom hạt nhân được chôn ở nhiều nơi khác nhau của căn cứ thí nghiệm đã phát nổ ngay lập tức. Alphonse sớm đã xác định là chết từ lâu không thể nào nhìn thấy. Trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, những người chơi đó đã biến mất tại chỗ. Kết thúc truyền tin, việc đầu tiên Lý Ngang làm là lao vào gian phòng màn sân khấu nhựa trong xưởng luyện kim. Hắn bật vòi hoa sen khử trùng, giặt sạch phần ngoài cùng bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất trước, cởi thanh ba lô thu nhập ra. Sau đó bước đến ngăn lọc không khí bên cạnh ngồi đợi một lúc, quay lại buồng tắm đã khử trùng một lần nữa và giặt sạch bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất thứ hai mặc bên trong. Sau khi giặt sạch hai bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất, hắn ta tự khử trùng bản thân để đảm bảo rằng trên cơ thể mình sẽ không có mầm bệnh nào mang về từ thế giới nhiễu sóng. Chú ý cẩn thận không bao giờ sai, chẳng may không làm tốt phương pháp dự phòng. Khi vừa tỉnh dậy, căn phòng sẽ chứa đầy những tấm thảm vi khuẩn máu thịt mà không thể tẩy rửa được, như vậy Lý Ngang chỉ sợ bà chủ nhà nghe hỏi thấy đến đánh chết hắn. Sau khi dọn dẹp xong, hắn ta ném xô đầy chất lỏng thải còn sót lại chất khử trùng và bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất mặc ngoài cùng vào trong lò rèn thông qua đôi găng tay của mình. Lò rèn chỉ có thể rèn những vật liệu có đặc tính phi thường thành thiết bị hoặc đạo cụ, nhưng nếu ném túi nhựa, đũa dùng một lần và các loại rác khác vào trong cái phễu, chức năng rèn cũng có thể được kích hoạt, chỉ là sản phẩm cuối cùng sẽ là một đống tro bụi hoàn toàn vô dụng. Chức năng này có vẻ không có tác dụng gì, nhưng Lý Ngang cực kỳ nhạy bén phát hiện ra hai phương pháp sử dụng. Thứ nhất là tất cả rác ở trong nhà đều có thể vứt vào, giúp tiết kiệm thời gian phân loại rác, không phải xuống phân loại ở tầng dưới và phải đối mặt với những câu hỏi của mấy ông bà rác của cháu là loại gì. Thứ hai, nó có thể dễ dàng xử lý một số loại rác khó xử lý. Ví dụ như một miếng thịt nặng bằng cả một con nai, chất thải hóa học của chất dễ cháy nổ, thép phế liệu đã qua xử lý, quần áo không phù hợp nhuộm máu v.v. Không còn, phải chạy ra ngoại ô trong lúc trời tối, bỏ các loại rác khó xử lý vào túi da rắn, buộc đá rồi dìm xuống sông, còn rất bớt việc nữa. Xử lý rác xong, Lý Ngang bước ra khỏi phòng luyện kim, ngả lưng trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm,
nhiệm vụ kịch bản lần này khá phức tạp. Hai đội nhiệm vụ trong chế độ thi đấu đồng đội, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ có thể hợp tác hoặc chiến đấu, có thể tin tưởng hoặc trực tiếp giết chết các nhân vật trong kịch bản. Nguyên thể nhiễu sóng có khả năng bay liên tục đáng kinh ngạc, thiết bị tự hủy bom hạt nhân có thể tiêu hủy phòng thí nghiệm và người chơi. Nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào tình trạng buộc phải gây chiến với đội khác từ sau khi phe mình đã giảm thành viên. Ngay cả khi các thành viên của đội đối phương bị loại, đội mình cũng sẽ vì phản phệ mà suy giảm thành viên của đội và cuối cùng sẽ không thể đạt được mục tiêu ghi điểm. Hệ thống thật đúng là thú vị ác. Lý Ngang lắc đầu, để Sài Thúy Kiều chui ra từ trong lồng ngực của mình, kiểm tra phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Phần thưởng đang quyết toán. Hiệu suất tổng thể của người chơi, S, tiền trong trò chơi và giá trị kinh nghiệm nhận được tăng lên 155%. Phần thưởng nhiệm vụ 1 là 10 quyển kỹ năng chất hoàn mỹ. Phần thưởng nhiệm vụ 2 là 800 điểm kinh nghiệm, 800 xu trò chơi. Wow! Lý Ngang hai mắt sáng lên, lần này phần thưởng giá trị kinh nghiệm cao tới 800 điểm, cao hơn tất cả nhiệm vụ mà hắn từng trải qua. Theo ghi chú nhiệm vụ 200 điểm, hắn ta ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ 1, 2 và 3 ra, mà còn có được điểm hạ gục chỉ bằng cách giết một thành viên trong đội đối phương. Đoán chừng là bị dịch vị của nguyên thể nhiễu sóng trực tiếp tiêu hóa rồi, Lý Ngang lẩm bẩm, chỉ không biết người chết là thợ đá, hắc thánh tử hay trang bành phái. Lúc đó, vào thời điểm quan trọng khi nguyên thể nhiễu sóng dơ xúc tu chuẩn bị đâm vào Lý Ngang, một tiếng gầm dữ dội phát ra từ khoang bụng của nguyên thể, làm chậm tấn công của nguyên thể nhiễu sóng tạm thời và giúp cho Lý Ngang tranh thủ được thời gian. Đây có thể là chữ viết tay của đám người thợ đá. Chỉ sợ cũng vì sự trợ giúp lần này, đám người thợ đá bị hệ thống nhận định là đã tham gia giết nguyên thể nhiễu sóng và ghi được điểm mấu chốt mà hai người còn lại không trực tiếp bị tiêu diệt. Đánh giá tổng thể của nhiệm vụ lần này là cấp S. Nếu như ta hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ 4 là tiêu diệt bản mẫu sinh vật và giết thêm vài kẻ thù, thì sẽ là cấp S cộng. Chương 234, máy cắt máu thịt. Rồi nhân với hệ số 1.6, Lý Ngang đã nhận được tổng cộng 1.240 điểm kinh nghiệm và tiền trò chơi. Xác nhận thăng cấp, cấp độ hiện tại là level 10 và thăng điểm kinh nghiệm là 599 trên 1.000. Tiền trò chơi cũng đã tăng lên 4.230. Cùng lúc đó, bảng thông tin người chơi lại thay đổi, những ký tự mới từ từ xuất hiện biệt danh phía trước của Lý Nhật Thăng. Danh hiệu, máy cắt máu thịt. Phương thức phóng thích, bị động. Hiệu quả đặc biệt, khi dùng thực thể tấn công đơn vị quân địch, một phần máu thịt trên vết thương ngoài định mức của kẻ địch bị khoét đi. Mức độ đục khoét được xác định bởi cường độ, độ rộng và độ sâu của đòn tấn công. Tiêu hao, không. Ghi chú, nếu muốn có thêm nửa cân xương sụn vàng nữa, cũng cần cắt nhỏ làm thịt thái và không được thấy thịt bên trên. Hình tượng tương ứng với danh hiệu, còn Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất giải phẫu con thiên nga một cách vô cùng thích thú. Và hắn ta đã sử dụng con dao ngắn có độc để khoét sâu hình tượng bản mẫu sinh học từ phía sau nguyên thể nhiễu sóng. A. Lý Ngang trừng lớn hai mắt lên, xoa xoa cằm, tuy rằng kỹ năng danh hiệu này có cái tên hơi áp chế một chút, nhưng thật ra cũng khá hữu dụng. Trong quá trình chiến đấu, dù là cầm súng ống bắn hay dùng dao ngắn cắt chém, đều dễ dàng kích hoạt các hiệu ứng bị động, trực tiếp đục khoét một mảng lớn máu thịt của đối phương và tiêu diệt khả năng chiến đấu còn lại của đối phương. Dù dùng để ám sát ở ngoài đời thực cũng rất hữu dụng, ví dụ như đi ngoài đường tùy ý ném một cái tăm, trúng trán đối phương, có thể dễ dàng đục khoét máu thịt trên trán đối phương. Người chơi có nhiều kỹ năng vô cùng kỳ quặc, hiệu quả cổ quái đa biến, nếu muốn ám sát người thường thì dễ như trở bàn tay. Chỉ là bắt đầu của trò chơi giết chóc, nếu đợi cho đến khi con đường thăng tiến của người chơi hoàn toàn rõ ràng, sự thật của trò chơi giết chóc sẽ được công khai cho toàn nhân loại, trật tự xã hội hiện tại e rằng sẽ trải qua những thay đổi to lớn chưa từng có. Dưới góc nhìn của một chính trị gia bàn phím, Lý Ngang nghĩ về một số mô hình xã hội có thể xuất hiện trong tương lai, không khỏi gãi đầu. Thiên biến vạn biến, đối với quảng đại những người dân bình thường mà nói, có lẽ vẫn là trật tự xã hội ổn định không hề bận tâm, nhàn hạ, an toàn và hạnh phúc nhất. Không có tình huống nào là tình huống tốt nhất. Suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra kết quả, Lý Ngang dứt khoát gác lại những rắc rối tìm kiếm hình mẫu xã hội lý tưởng, nhấp vào quyển trục kỹ năng chất tinh lương phẩm trên thanh ba lô. Tên của quyển trục kỹ năng, không ai có thể đánh bại ta trong nhạc của ta. Thuộc tính, loại hình học tập, biến mất sau một lần sử dụng. Loại hình, thông dụng. Cấp độ, hoàn mỹ.
phương thức phóng thích, chủ động. Hiệu quả đặc biệt, khi xung quanh vang lên các bản nhạc nổi tiếng, nó sẽ tăng cường thêm hiệu quả cho người dùng. Loại tăng thêm hiệu quả và cảm xúc trong bản nhạc tương đồng. Tiêu hao 20% giá trị tổng lý trí. Thời gian làm mát 5 phút. Ghi chú, người chơi có thể kích hoạt các hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng bằng cách mang theo máy phát nhạc hoặc tự mình hát. Hiệu ứng tăng âm thu được khi mang theo máy nghe nhạc mạnh hơn so với việc tự hát và âm lượng của máy nghe nhạc càng lớn thì âm thanh càng to và hiệu ứng tăng âm càng mạnh. Ghi chú, Tống Bang chủ cái bang Kiều Phong không chỉ khí phách phóng khoáng, làm việc quang minh, tấm lòng khoáng đạt, mà võ công cũng thuộc hàng cao cường bậc nhất thế giới. Chỉ là cho dù đi đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ cởi bỏ chiếc mũ trên đầu. Nhân sĩ biết chuyện này lan truyền ra rằng, bên trong chiếc mũ vừa cũ vừa lớn đó có giấu một thứ gọi là âm hưởng, là nguồn gốc các chiến tích bất bại bách chiến bách thắng của Kiều bang chủ. Ghi chú, miệng hát khúc chiến ca. A. À, Lý Ngang lại rơi vào trầm tư. Dòng không ai có thể đánh bại ta trong nhạc của ta, mặc dù các hiệu ứng kỹ năng đặc biệt và ghi chú kỹ năng nhìn thì có vẻ buồn cười, nhưng nghĩ một cách cẩn thận, nó thực sự khá mạnh mẽ. Có thể chỉ định một phương án buff đặc biệt căn cứ theo các trường hợp khác nhau, các tình huống khác nhau và các nhu cầu khác nhau. Chính cái thiết bị phát nhạc trong yêu cầu kỹ năng mới có chút ngớ ngẩn nếu muốn phát huy tối đa hóa hiệu quả. Lý Ngang thực sự có thể phải đặt một bộ loa âm thấp siêu lớn dành riêng cho múa quảng trường trong thanh ba lô, trong mắt xích trận đấu. Lấy âm hưởng trống trên vai trước, chiến đấu với kẻ thù trong tiếng nhạc, còn được chọn trước nhiều loại khúc nhạc khác nhau. Nhưng điều đó rất dễ thực hiện. Lý Ngang suy nghĩ một chút, mở phần mềm nghe nhạc trên điện thoại di động lên xem danh sách bài hát, dao nhỏ là nhạc dạo có thể tăng cường khí thế xuất hiện. Deja vu có thể tăng tốc độ di chuyển. Kinh khó đọc có thể tăng thêm ý chí chiến đấu bất khuất búp, The Imperial March có thể gia tăng áp lực với kẻ thù. Thậm chí chư bát giới cõng cô dâu còn có thể làm cho buff tăng cường hiệu quả không sợ bất cứ ma quỷ nào. Trong loại tiết mục vui nhộn này, ngay cả những con ma đáng sợ nhất cũng sẽ trở nên hài hước. Thư viện âm nhạc có rất nhiều bài hát, đủ để cho Lý Ngang 365 ngày thay đổi nhạc nền mỗi ngày. Lý Ngang dùng ý niệm mở quyển trục kỹ năng, theo quyển trục biến thành một đám khói, cột kỹ năng của Lý Ngang hiển thị ra một đồ án kỹ năng đẳng cấp hoàn mỹ. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, bản mẫu sinh vật bị hao tổn. Kể từ bây giờ, ta sẽ là một người đàn ông có nhạc nền ngay khi xuất hiện. Lý Ngang rất hài lòng với điều này, người hùng thực sự muốn chứng tỏ bản thân phải trong âm nhạc đang sục sôi trào dâng. Sau khi lên level 10, hắn ta không vội vã thêm điểm mà thay vào đó kiểm tra các vật phẩm mới thu hoạch được trong thanh ba lô. Đầu tiên là cái xác thiên nga vặn vẹo xấu xí lại tràn ngập sự sáng tạo hoàn hảo mỹ của tạo vật. Thứ trò chơi này nếu nhìn từ trái sang phải đều không thấy có tác dụng gì, còn không thể lấy nó ra khỏi ba lô và cất trong xưởng luyện kim, có thể có mầm bệnh nhiễu sóng trên đó. Ngoài việc bán trực tiếp cho hệ thống, để đổi lấy những đồng tiền game ít ỏi ra, chỉ có thể ném cho cục đặc sự, để cho đội bác sĩ của họ tiến hành nghiên cứu giải phẫu. Nói cách khác, những bác sĩ bình thường làm việc trong cục đặc sự phải có chủ nghĩa duy vật trong trái tim khi mỗi ngày đối mặt với những thứ cổ quái kỳ dị, xấu xa và méo mó. Chờ hôm nào đó ném cái xác nhiễu sóng này vào lò rèn, nói không chừng có thể gặp được vật liệu phi thường nào đó có khả năng tương thích cao. Thu hoạch thứ hai là các dụng cụ khác nhau mà Lý Ngang mượn từ trung tâm thí nghiệm dưới lòng đất. Tủ an toàn sinh học, tủ lạnh nhiệt độ cực thấp, máy ly tâm, tủ cấy tế bào nhiệt điện, kính hiển vi. Những thứ này cũng có thể được mua trong thế giới thực. Nhưng cục đặc sự chắc hẳn đã sớm thiết lập một mạng lưới giám sát việc sản xuất và kinh doanh các công cụ khoa học cơ sở, muốn mua được mà không bị giám sát, rất khó. Dù sao, những thứ này lẽ ra đã bị phá hủy trong vụ nổ hạt nhân toàn diện do Alphonse gây ra. Lý Ngang cứu những dụng cụ đó khỏi số phận của vụ nổ hạt nhân, đương nhiên có quyền định đoạt nó một cách hợp pháp. Hắn bước vào xưởng luyện kim, sau khi qua loa khử trùng những dụng cụ này, hắn lắp chúng vào mọi ngóc ngách của xưởng. Cắm một vài sợi dây điện, kéo dài từ nhà đến xưởng luyện kim, cung cấp nguồn năng lượng cho các đồ điện bên trong xưởng. Còn thứ ba chính là bản mẫu sinh vật. Đây là lợi ích lớn nhất của Lý Ngang lấy từ thế giới nhiễu sóng, một khối có thể biến đổi chất hữu cơ thành những dạng sống mới. Thậm chí thứ đạo cụ có thể cải tạo môi trường sinh thái của toàn bộ hành tinh,
bất luận thế nào, chất lượng của nó không thể thấp hơn thứ nào. Lý Ngang đặt suy nghĩ của mình vào thanh ba lô và cẩn thận quan sát bản mẫu sinh học. Giống như Alphonse Anderson đã mô tả, bản mẫu sinh học có kích thước bằng chiếc thớt vuông này được cấu tạo hoàn toàn từ mai giáp xác, lông tóc và móng tay, trông giống như một con chip máy tính màu vàng xanh. Tên gọi, bản mẫu sinh vật bị hao tổn. Loại hình, công cụ. Chất lượng, hoàn hảo. Hiệu ứng đặc biệt 1, bị động. Hấp thụ từ từ các chất vô cơ và biến đổi thành các hợp chất ngẫu nhiên. Hiệu ứng đặc biệt 2, chủ động. Biến đổi từ từ cấu trúc cơ thể của sinh vật sống. Hiệu ứng đặc biệt 3, chủ động. Biến đổi từ từ môi trường sinh thái của hành tinh. Tiêu hao hiệu ứng đặc biệt 1, 0. Tiêu hao hiệu ứng đặc biệt 2 chia 10 điểm lý trí mỗi giây. Tiêu thụ hiệu ứng đặc biệt 3 chia 100 điểm lý trí mỗi giây. Điều kiện sử dụng, thuộc tính thông minh cao hơn hoặc bằng 10 điểm, thuộc tính nhận thức cao hơn hoặc bằng 10 điểm. Ghi chú, cô ta thiện ý đến từ một nơi xa xôi, mang theo cuộc sống và hy vọng. Chỉ là có một số sai lệch. Ghi chú, có lẽ bạn có thể thử cố gắng sửa chữa cô ta. Tiền đề là bạn có thể tìm thấy người của cô ta ở nơi khác. Nó hóa ra là một mặt hàng chất lượng hoàn hảo. Mặc dù thuộc tính thông minh và thuộc tính nhận thức hiện tại của Lý Ngang chỉ có 9 điểm, cho dù có thêm một điểm thuộc tính tự do, vẫn không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng thanh điểm kinh nghiệm hiện tại của hắn đã đạt 599/1000, khoảng cách lên level 11 chỉ còn 1-2 nhiệm vụ, rất nhanh có thể thỏa mãn điều kiện sử dụng. Khả năng bị động của hiệu ứng đặc biệt một đối với người chơi cô lang mà nói, tác dụng có giới hạn, ngược lại, hiệu ứng đặc biệt 2 dường như có tiềm năng phát triển lớn hơn. Lý Ngang tự nhủ, ở đây chỉ nói đến việc cải tạo cấu trúc cơ thể của các sinh vật sống, không nói rõ là chính mình hay là sinh vật hữu cơ khác. Có bộ trang bị này, ta có thể tùy ý cải tạo lại cơ thể mình, không cần dùng đến đạo cụ hóa trang để hóa trang nữa. 1000 người, 1000 khuôn mặt, cũng có thể sử dụng nó để biến đổi động vật và ghép những con quái vật mạnh mẽ lại với nhau theo ý muốn. Giá trị lý trí được xác định bởi sự kiên định trong ý chí cá nhân của sinh mệnh cá thể và bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính thông minh và cảm giác. Nếu một người bình thường ý chí đủ kiên định, thì tổng giá trị lý trí của anh ta có thể nhiều hơn giá trị của người chơi. Sau khi Lý Ngang thêm một điểm thuộc tính tự do thăng cấp vào nhận thức, hệ thống đã xác định giá trị lý trí hiện tại của hắn ta là 270 điểm, người bình thường là 100 điểm. Sử dụng hiệu ứng đặc biệt 2 là quá đủ, nhưng khi kích hoạt hiệu ứng đặc biệt 3, chủ động cải tạo môi trường sinh thái của hành tinh, nó chỉ có thể duy trì tồn tại 0 đến 3 giây. Giá trị lý trí tuy nhiều, nhưng không thể tùy ý sử dụng. Lý Ngang trong lòng thầm nói, theo cách nói trên diễn đàn, giá trị lý trí một khi giảm xuống dưới 20%, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, buồn nôn và nôn mửa, nặng thì ngất xỉu trong thời gian dài, thậm chí là mất trí nhớ bán vĩnh viễn và các bệnh tâm thần khác nhau. Lý Ngang chống lại ý muốn lấy bản mẫu sinh học bị hao tổn ra quan sát cẩn thận. Đùa gì vậy, Alphonse chỉ rơi một sợi tóc quanh bản mẫu sinh học, đã bị nó biến đổi thành thể nhiễu sóng và thoát khỏi căn phòng bí mật để tạo ra thảm vi khuẩn máu thịt. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau khi lấy thanh ba lô ra, nó đã răng một cái bẫy vô cùng âm hiểm, làm biến đổi môi trường sinh thái xung quanh khu vực sống của Lý Ngang và cuối cùng cục đặc sự đến kiểm tra thì làm sao? Nếu muốn sử dụng nó, phải đợi cho đến khi đáp ứng đủ các điều kiện sử dụng và vận hành nó trong xưởng luyện kim an toàn và bí mật. Trạm di động. Chương 236, hình tượng nghèo rách. Trong vài ngày tới, Lý Ngang khám phá kỹ năng bất bại trong nền nhạc nền của ta và tìm thấy ra vài nền tảng kết hợp mạnh mẽ. Vì phối hợp kỹ năng, hắn còn đặc biệt mua các mô hình máy phát nhạc ngoài trời khác nhau trong các cửa hàng trực tuyến, kích thước từ nhỏ đến lớn, mô tả sản phẩm một cái so với một cái càng khoa trương hơn, cái gì công suất 600 W cực lớn, 8 loa rung động lòng người, quảng trường khiêu vũ sát thủ siêu âm siêu nặng loa siêu trầm, 12 đèn màu vạn người mê. Xét rằng sau này rất có thể sẽ phải khiêng máy phát nhạc đi chiến đấu, Lý Ngang cố ý cải tạo vỏ ngoài những máy phát nhạc này lại một lần, để phòng ngừa bị người khác nhận ra thương hiệu của chúng, từ đó tìm hiểu phát hiện ra thân phận của hắn. Sau khi mua máy phát nhạc về sau, Lý Ngang thuê con la với giá 10 tiền trò chơi để giúp hắn ta chú ý đến tình báo liên quan đến cuộn kỹ năng giả kim thuật. Nếu con la có thể liên hệ trực tiếp với người muốn bán thì Lý Ngang còn có thể thêm 30 tiền trò chơi như phí hoa hồng.
Bất quá trong trò chơi giết chóc có số lượng các loại kỹ năng nhiều như sao trên trời, cho dù có người chơi thật sự sở hữu quyển trục kỹ năng luyện kim thì cũng không nhất định nguyện ý lấy ra bán. Đây cũng coi như là có táo không táo đánh ba xào tử đi, có thể tìm được thì tốt nhất, tìm không được cũng không tính là thua thiệt gì. Ngoài ra, Lý Ngang đã lần nữa khởi động lò rèn chế tạo sử dụng vũ khí chất lượng bình thường côn thép và xương trắng cột sống, tạo ra một trang bị tấn công chất lượng hiếm mới, bù đắp cho điểm yếu về thủ đoạn công kích quá đơn nhất. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, vị hoàng hôn kỵ sĩ kia chủ động thêm bạn tốt với Lý Ngang, tại trong thông tin kết nối rất ngắn gọn bày tỏ sự khâm phục và cảm tạ. Mà Vạn Lý Phong Đao cũng chủ động liên lạc với Lý Ngang, hai bên đều rất ăn ý không nói đến chuyện sinh vật chủ bản, chủ yếu thảo luận một chút về nhiệm vụ lần này gặp phải ba người chơi đối địch. Dựa theo cách nói của Vạn Lý Phong Đao, hắn đã đem thông tin ba người Hắc Thánh Tử, Trang Bành Thái, Thợ Đá báo cáo cho Cục Đặc sự. Hãy để cho bộ phận tình báo của Cục Đặc sự thu thập thông tin có liên quan, cảnh giác với sự trả đũa sau này của bên kia. Nếu như trong thế giới thực phát hiện tung tích của họ, Vạn Lý Phong Đao cũng cam kết sẽ kịp thời chuyển tin tức đến cho Lý Ngang để cho hắn chuẩn bị trước. Sau khi tất cả lắng xuống, Lý Ngang trở lại trường học bình thường, về nhà la cà trên diễn đàn cuộc sống hàng ngày. Vào một buổi sáng thứ bảy, Lý Ngang, người nằm trên ghế sofa và uống coca chơi game giải đố thì nhận được tin nhắn WeChat từ Tùng San. Tiểu soái ca đang làm gì vậy? Ôi, câu đầu liền xưng hô soái ca, vô sự hiến ân cần, không phải lừa thì tức là trộm a. Lý Ngang đánh máy nói, kỳ nghỉ ở nhà nhàm chán, không bằng làm một số công việc bán thời gian, sao chép phục chế đoạn văn này, làm một cái máy in, thu nhập hàng ngày không nhân dân tệ, bạn bè xung quanh đều cùng làm. Ha ha, Vương Tùng San gửi một icon biểu tình giận dữ xoa đầu chó, có bận gì không? Tìm cậu có việc. Lý Ngang gửi một icon chó ngoáy mũi, chuyện gì vậy? Vương Tùng San lập tức giải, thích sự tình. Hóa ra cô có một vị chị họ, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, tại Ân Thị dốc sức nhiều năm, bây giờ là một họa sĩ độc lập có chút danh tiếng, nhưng bởi vì người xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền. Gia cảnh tốt, ăn nói ưu nhã rất có khí chất, ánh mắt tương đối cao, ngược lại làm cho rất nhiều nam nhân chất lượng tốt chùn bước, bất chi bất giác liền biến thành nữ nhân lớn tuổi FA. Quan niệm của cha mẹ nàng đều tương đối truyền thống, thúc giục hôn nhân không ngừng đồng thời cũng mơ hồ có chút hoài nghi nàng có phải có khuynh hướng thích nữ nhân hay không. Cha mẹ thúc giục, vị nữ nhân cô độc này khổ không thể tả, vừa đúng lúc gần đây gặp phải chút sự tình bực mình liền nói dối là đã tìm được bạn trai để lừa cha mẹ cho qua chuyện. Ai ngờ buổi tối hôm đó mẹ nàng đã đặt xong vé máy bay, ngày hôm sau liền định giết đến Ân Thành khảo sát chàng rể. Vị chị họ này trước kia khi học đại học ở Ân Thành, thường xuyên đến nhà vợ chồng Vương Phong Niên, Tưởng Hân Uyển ăn nhờ ở đậu, cùng Vương gia khá thân cận, cùng Vương Tùng San chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mắt thấy lời nói dối sắp bị vạch trần, Vương Tùng San xung phong nhận việc, tiến cử cho chị họ một vị tinh anh nhân được xưng là diễn xuất hoàn mỹ. Am hiểu trang bức, thập hạng toàn năng 100% có thể giúp cô vượt qua kiếp nạn trước mắt. Vị tinh anh nhân tài này, đương nhiên chính là Lý Ngang, Lý Mỗ Nhân. Lý Ngang nghe xong chân tướng, làm thanh mai trúc mã kiêm bạn tốt của Vương Tùng San nhiều năm, phiền toái của chị họ cô chính là phiền toái của hắn, lúc này trượng nghĩa phóng khoáng đánh máy nói. Bao nhiêu? 2.000, cơm tháng, cho cậu một bộ Âu phục định chế. Vương Tùng San đánh máy nói, có tiếp hay không? Nếu đổi lại là trước đây, Lý Ngang bây giờ sợ rằng đã bắt đầu chuẩn bị ra cửa, nhưng bây giờ đã trở thành người chơi. Tùy tiện một chút tiền trò chơi là có thể bán được 1-2 vạn, chỉ là 2.000 thật sự không để vào mắt. Ngắn ngủi suy nghĩ một lát, Lý Ngang vẫn đáp ứng công việc này. Vừa là vì bảo vệ hình tượng nghèo rách của hắn trong mắt Vương Tùng San, cũng là vì tìm cơ hội ra ngoài dạo chơi, có lẽ có thể kích hoạt được nhiệm vụ gì đó không chừng. Cấp cho cậu thông tin. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, gặp lại. Vương Tùng San giơ ngón tay cái lên, gửi ảnh chụp và nick WeChat của chi họ cho Lý Ngang, để hai người bọn họ nói chuyện chi tiết. Lý Ngang nhấp một ngụm coca lạnh, không chút để ý mở hình lớn lên. Một giây sau, hắn từ trong sofa giật bắn lên, mặt không biểu tình híp mắt, quanh thân thoát ra sát ý thuần túy đáng sợ. Người phụ nữ trong bức ảnh là một phụ nữ trẻ mặc váy dài màu trắng, đeo kính râm, có nhan sắc vượt xa mức trung bình.
Người phụ nữ này, Lý Ngang đã từng gặp ở làng Độ Sinh. Vệ Lăng Lam, người phụ nữ này, lúc đó là một người chơi level 4. Vào cuối sự kiện làng Độ Sinh bị Lý Ngang bày ra, rất có thể đã chịu áp lực mà hướng cục đặc sự quy hàng. Cô ấy là người thân của Vương Tùng San, hay là nói là cục đặc sự phát hiện ra cái gì, chế tạo một thân phận giả để tiếp cận hắn. Lý Ngang ngồi trên sofa trầm mặc không nói gì, Sai Thúy Kiều nằm trên trần nhà mơ hồ tim có chút đập nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trạng thái cảnh giác của Lý Ngang loại này không liên quan đến thiện ác, chỉ còn lại sát ý. Xác suất cục đặc sự phát hiện ra ta tương đối nhỏ, cho dù bọn họ phát hiện ra cái gì, cũng sẽ không lấy Vương Tùng San làm cầu nối tiếp cận ta. Như vậy không chỉ rất không hiệu quả, mà còn rất có thể sẽ đưa tới phản ứng kịch liệt của ta. Lý Ngang yên lặng nghĩ, vì vậy, đây thuần túy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao. Người chơi trước đây gặp phải, sẽ là thân nhân thân mật của Thanh Mai Trúc Mã ta. Trên thế giới này, người sống mà Lý Ngang có thể tuyệt đối tin tưởng chỉ có một mình Vương Tùng San, cộng thêm nửa cái cô nhi viện viện trưởng. Xuất phát từ sự tin tưởng này, Lý Ngang duy nhất không tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người bên cạnh bọn họ, chỉ định quan sát bình thường. Ngoại trừ họ, Lý Ngang có thể tại tình huống cấp thiết mà khai thác và sử dụng mọi thủ đoạn để tiêu diệt tất cả kẻ thù có uy hiếp, nhằm giữ gìn sinh mệnh của mình an toàn, bảo hộ cuộc sống yên bình hàng ngày. Nhanh như vậy liền gặp mặt A, Lý Ngang mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ảnh của Vệ Lăng Lam trên màn hình điện thoại, yên lặng nói, hy vọng vận khí lần này của cô có thể tốt hơn một chút. Lý Ngang thêm WeChat của Vệ Lăng Lam, ngược lại cũng không cùng cô chém gió mà là nói một chút về vấn đề ngày mai nên gặp mặt như thế nào. Ngay từ đầu Vệ Lăng Lam còn có chút không thích ứng nhưng dưới ảnh hưởng của ngôn từ cực kỳ chuyên nghiệp của Lý Ngang, rất nhanh đã nói chuyện bình thường. Theo ý tưởng của cô, hai người sẽ gặp nhau vào trưa mai, vào thời điểm đó, Lý Ngang sẽ đóng vai là Từ Hạo Ca, một nhiếp ảnh gia trẻ xuất sắc nổi bật trong ngành công nghiệp phim ảnh. Làm người nho nhã lễ độ, hiền hòa dễ tính, thu nhập cùng nhan sắc đều có thể phù hợp xứng đôi với Vệ Lăng Lam. Cha mẹ của nhà gái sẽ hỏi một vài câu hỏi, hơi khảo sát một chút, Lý Ngang sẽ được Vệ Lăng Lam trợ giúp qua cửa, đuổi nhị lão về nhà. Chờ mấy tháng, Vệ Lăng Lam lại đem cái mũ vượt qua giới hạn chụp lên đầu thân phận giả Lý Ngang, danh chính ngôn thuận chia tay, hướng cha mẹ bàn giao. Còn về tương lai, dù sao quy mô của trò chơi giết chóc sẽ không ngừng mở rộng, phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, cuối cùng để cho toàn bộ mô hình xã hội xảy ra biến hóa rất nhiều. Đến lúc đó, sinh tồn sẽ quan trọng hơn cuộc sống, ai còn để ý đến vấn đề hôn nhân của mấy nữ nhân lớn tuổi nữa. Cuối cuộc, trò chuyện kết thúc, Vệ Lăng Lam đề nghị giúp Lý Ngang làm một bộ vest định chế, người sau suy nghĩ một chút, lấy lý do mình đã có việc bận nên cự tuyệt yêu cầu gặp mặt. Sau đó, Lý Ngang lật tủ quần áo tìm ra đạo cụ trang điểm, ăn mặc rõ ràng như một thanh niên tuấn lãng, cũng gửi cho Vệ Lăng Lam những bức ảnh tự chụp hoàn toàn không đẹp mấy để kiểm nghiệm mặt hàng. Trong bức ảnh, nhiếp ảnh gia trẻ mới ra lò Từ Hạo Ca, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và áo khoác đen. Giữa lông mày có sự tự tin bình tĩnh không nên lời, nụ cười mỉm vừa đúng, xen lẫn một tia u sầu cùng tang thương nhìn thấu thế sự. Đẹp trai, thành thục, thâm trầm mà không làm bộ, thiếu chút ở trong lòng Vệ Lăng Lam vốn không hề bận tâm nhấc lên từng trận gợn sóng. Sau khi nhận được bức ảnh này, Vệ Lăng Lam có chút kinh ngạc tìm Vương Tùng San yêu cầu một bức ảnh bình thường của Lý Ngang. Vô luận như thế nào cũng không cách nào đem một thiếu niên tướng mạo bình thường không có gì lạ, mặc quần cộc lưng rộng, chân mang dép lào tay ngoái mũi, liên kết với bức ảnh tự chụp của nhiếp ảnh gia trẻ Từ Hạo Ca. Đây có phải là cùng một người không vậy? Thuật trang điểm của châu Á kinh khủng như vậy. Cảm thấy rung động, Vệ Lăng Lam cũng tỏ thái độ tán thưởng với Vương Tùng San, tuổi còn nhỏ mà có thể tìm được một thanh mai trúc mã đa tài như vậy. Nếu sau này kết hôn trang điểm lên còn không phải lên trời sao? Nửa ngày rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau Lý Ngang duy trì trạng thái hóa trang mang theo hai món quà rượu vang đỏ và mỹ phẩm đến trước một nhà hàng trên đường phố thương mại đã hẹn ngày hôm qua. Nhưng đợi trái đợi phải không thấy ai đến, WeChat cũng không liên lạc được. Vệ Lăng Lam không tới, ngược lại Vương Tùng San lại đội mũ lưỡi trai, kính râm lớn, khẩu trang màu đen đi vào trước, ngồi ở góc chéo phía sau Lý Ngang, gửi tin nhắn cho hắn. Chương 238, nội ứng. Vương Tùng San, có nội ứng, kết thúc giao dịch. Lý Ngang, Vương Tùng San, khụ khụ, đùa chút thôi. Họ sẽ đến ngay,
cậu chuẩn bị một chút. Lý Ngang, tớ làm việc, cậu có thể yên tâm. Rất nhanh, Vệ Lăng Lam cùng cha mẹ đi tới, Lý Ngang đi lên nghênh đón, một trận hàn huyên qua đi. Cùng tiểu tình nhân ngồi một bên, tư thái ngọt ngào ăn ý. Lý Ngang không hổ xuất phí cao tới 2.000 nhân dân tệ, một bữa cơm ăn xuống. Từ Hạo Ca nói chuyện tao nhã, cử chỉ đoan chính, vững vàng trưởng thành, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lễ nghi bàn ăn hoàn hảo. Luôn có thể ở trong hàn huyên bình tĩnh ngầm tiết lộ tình hình gia đình hiện tại của Từ Hạo Ca, lối sống, triển vọng công việc, cùng với kế hoạch tương lai của hai người Vệ Lăng Lam. Với hình tượng bạn trai hoàn hảo, ứng đối thích đáng với những chất vấn và câu hỏi của hai bậc phụ huynh. Không chỉ như thế, Từ Hạo Ca đối với Vệ Lăng Lam càng là bằng mọi cái che chở quan tâm, hai người thỉnh thoảng tương tác một chút, lộ ra nụ cười cương chiều, thỉnh thoảng còn có thể làm ra động tác tay trong tay không quá phận. Vệ Lăng Lam cảm thụ được nhiệt độ và hóc môn mãnh liệt trên người Từ Hạo Ca, dù biết rõ đây là diễn xuất, nhưng vẫn nhịn không được cả người da gà nổi lên, tâm hưu ý loạn. Chỉ có thể không ngừng nhấn mạnh với bản thân, ngồi bên cạnh cô chỉ là một học sinh trung học còn vị thành niên. Có quan hệ đặc biệt tốt với em họ của mình, có ý tưởng đặc biệt nào đó là dễ bị bắt ăn cơm tù. Sự tương tác thân mật giữa hai người khiến vệ phụ vệ mẫu tương đối vui mừng, rốt cục có thể xác định con gái không phải là người đam mê đặc thù. Ngược lại Vương Tùng San ngồi ở góc chéo phía sau không hiểu sao lại có chút khó chịu, luôn cảm thấy mình mơ hồ chịu thiệt thòi lớn. Cô ngồi ở ghế không nhìn lại, nhưng nhìn về phía sau thông qua bề mặt của muỗng kim loại, hứ, tiểu tử này chưa từng ôn nhu với ta như vậy. Lớp trưởng đại nhân nhìn Từ Hạo Ca cưng chiều sờ sờ ngón tay nhỏ của Vệ Lăng Lam, cả người một trận ác hàn. Trong đầu lại nhịn không được bắt đầu ảo tưởng ngày nào đó mình cũng móc ra 2.000 đồng để Lý Ngang đối với cô ôn nhu như vậy cả ngày. Móa, ta vừa nghĩ cái gì vậy? Buồn nôn, buồn nôn. Vương Tùng San từ trong ảo tưởng thoát ra đỏ mặt lắc đầu, túm lấy vành hiên mũ lưỡi chai chụp xuống, đem suy nghĩ tạp nham đều ném sau ót. Tin tưởng Lý Ngang vì một phân tiền mà ra một phần lực. Lúc trước thời điểm hắn làm phục vụ bồi chơi, cùng các tiểu tỷ tỷ ở trong thế giới vương giả nông nghiệp ra sức chém giết, đủ loại quang cảnh, đủ loại không khí. Hơn nữa còn đi kèm với ngụy âm công, chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì tiểu bạch kiểm, nhã côn soái đại thúc, phong cách trò chuyện của bậc tiền bối đều có thể hết thảy khống chế được. Kết quả đến lượt Vương Tùng San chơi nông nghiệp vương giả, hắn chỉ biết đánh giã vị đạt ma. Vô cùng thành kính thờ phụng Phật học, không bao giờ trực tuyến để bắt người, chỉ ở khu hoang dã đi dạo, cả bước WeChat, một phần tiền, một phần hàng. Vương Tùng San tin tưởng chắc chắn, độ khó việc muốn Lý Ngang chủ động ôn nhu, cùng việc nhắm mắt chơi trò chơi khác của công ty Capcom không sai biệt lắm. Dù sao hy vọng xa vời là được. Trong lúc Vương Tùng San suy nghĩ linh tinh, bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong, vệ phụ vệ mẫu tương đối cao hứng. Vừa định tới dặn dò vài câu chia tay, tiếng chuông điện thoại di động của Vệ Lăng Lam liền vang lên. Sắc mặt của cô hơi biến đổi khó phát hiện. Sự cố tại làng độ sinh cuối cùng vẫn có ảnh hưởng sau khi chủ động quy hàng toàn diện vào cục đặc vụ. Cô còn phải đối mặt với nhiều tháng kiểm tra, phê duyệt, ở giai đoạn này chỉ có thể tính là nhân viên ngoài biên chế của đội ngũ cơ động cục đặc sự. Điện thoại di động mà Vệ Lăng Lam hiện đang sử dụng chính là do cục đặc sự phát hành lắp ráp, có thể thiết lập mấy loại nhạc chuông khác nhau. Một là nhạc chuông dùng cho sinh hoạt bình thường, những loại khác là khi cục đặc sự khi gặp phải các loại tình huống khẩn cấp khác nhau mà liên hệ với nhân viên bằng nhạc chuông khác nhau. Mặc dù cục đặc sự có tiếp tuyến viên điều hành chuyên dụng do người chơi đảm nhận, thông qua giao tiếp bạn bè trực tiếp liên hệ với người chơi khác, nhưng vẫn còn một nhóm người tiếp tuyến viên bình thường. Hơn nữa hệ thống tiếp tuyến viên điều hành cũng không phải hoàn hảo, trong trường hợp gặp phải sự phản bội của tiếp tuyến viên hoặc các tình huống đặc biệt khác thì vẫn phải áp dụng phương pháp cũ mới được. Xin lỗi con đi nhận điện thoại. Vệ Lăng Lam xấu hổ cười, để cha mẹ cho Lý Ngang thương lượng, mình thì bước nhanh đến góc, nhận điện thoại, alo. Giọng nói của tiếp tuyến viên vang lên trong điện thoại, nhân viên Vệ Lăng Lam, xin lập tức sơ tán quần chúng chỗ của cô. Nơi đó có. Điện thoại đột nhiên bị gián đoạn, trong phòng ăn vang lên một trận kinh hô sợ hãi. Vệ Lăng Lam theo bản năng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bên ngoài cửa sổ kính của nhà hàng không biết từ khi nào dâng lên sương mù nồng đậm, đem nhà hàng cách ly hoàn toàn thành một khu vực biệt lập. Bên ngoài mặt kính trong suốt của nhà hàng, một giây trước đó còn là một con phố thương mại náo nhiệt, phồn hoa, người đi như dệt. Một giây sau liền bị sương mù nồng đậm bao phủ,
như là có một cái lưới lớn nặng nề bao trùm bầu trời. Không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào trừ màu xám, cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại một mảnh im lặng. Đại bộ phận thực khách trong phòng ăn vô thức đứng dậy, có chút bất an bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài ra còn không ít người không chịu chấp nhận hiện trạng. Quay lại chất vấn nhân viên nhà hàng, hỏi có phải họ sử dụng màn hình LCD thay vì cửa sổ kính để biểu diễn tiết mục của chương trình nào đó hay không. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, Tận tụy. Chưa đợi ai trả lời câu hỏi của vấn đề này, một bóng đen khổng lồ liền dùng thế sét đánh xuyên thấu sương mù dày đặc mà đập mạnh vào phía trên vách tường bê tông nhà hàng. Ầm, ầm, đá vụn văng tung tóe, tòa nhà lắc lư. Trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của mọi người trong nhà hàng, bóng đen khổng lồ rơi xuống phía trước cổng, nằm nghiêng trên mặt đất, dùng sống lưng mọc đầy gai dài màu đen hướng về phía phòng ăn. Tiếng thú giống không phải của con người vang lên một cách ngột ngạt, cửa sổ run rẩy, cốc nước cũng lắc lư, tất cả mọi người, kể cả Vệ Lăng Lam, chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn, cảm giác sợ hãi rét như băng phảng phất như dòng nước lạnh từ da thâm nhập vào tim. Con quái vật từ từ đứng dậy và quay lại. Đó là một con chuột khổng lồ có kích thước như chiếc xe tải, toàn thân màu đen, lông tóc dựng đứng lên như từng thanh kiếm sắc bén. Phần bụng không bình thường phình cao lên, nhìn giống như đang nhét vô số quả bóng đầy nước, mỗi thời mỗi khắc đều rào, động phập phồng, gào. Con chuột khổng lồ thấp giọng gào thét, nhe răng cửa màu vàng, cái mũi nhọn bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà co rút về phía sau, gấp lại từng nếp nhăn thật sâu. Đôi mắt huyết đỏ như đèn xe, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong phòng ăn. Chân trước trắng kiện phóng đại với tỷ lệ khổng lồ đang vô thức gãi gãi mặt đường lát gạch và dễ dàng cắt thành chúng thành vô số mảnh vụn. Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ đã thỏa mãn. Loại nhiệm vụ thông thường, đoàn đội hợp tác. Tên nhiệm vụ, thoát hiểm sương mù. Mục tiêu nhiệm vụ, hộ tống 132 người trong nhà hàng Ung Di Các đến số 149 đường Hòa Sơn. Giới hạn thời gian nhiệm vụ, 2 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ 1 là 3 điểm kinh nghiệm nhân với tổng số người được hộ tống thành công. Phần thưởng nhiệm vụ 2 là 5G coi nhân với tổng số người được hộ tống thành công. Phần thưởng nhiệm vụ 3 là một vật phẩm ngẫu nhiên chất lượng hiếm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên bên tai Vệ Lăng Lam, sắc mặt cô chợt thay đổi, không còn cố kỵ thân phận, trực tiếp hướng thực khách phụ cận cửa hô to, rời khỏi nơi đó. Không cần cô nói. Thực khách vốn đang ngồi ở hai bên cửa tự phát đứng lên, sợ tè ra quần mà vội vàng chạy trốn thậm chí bò nhanh về phía sau. Mặc dù không biết sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ là gì, nhưng con chuột khổng lồ có kích thước như chiếc xe tải kia không giống như thuộc loại thân thiện với con người. Hành động rút lui như thủy triều của đám người tựa kích thích hung tính của chuột khổng lồ, nó thét dài chói tai phóng tới cửa lớn. Cái bụng to bọng cọ sát với mặt đất, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám đá vụn xét rách toạc. Bang! Dáng người khổng lồ của con chuột vừa vặn bị hai khung cửa kẹp lại, trong chốc lát không cách nào chui vào trong nhà hàng, chỉ có thể cào mạnh hai chân trước, xé nát thảm đỏ trên sàn của nhà hàng. Trong nhà ăn triệt để hỗn loạn, tất cả mọi người hướng về sau ầm ầm bỏ chạy, đem lối nhỏ chen chúc chật hẹp, tiếng la khóc thất thanh, càng gần cổng thì tiếng la khóc càng vang dội. Vệ phụ vệ mẫu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Vương Tùng San lúc đầu còn ngồi ở phía sau thì bây giờ cũng không còn quan tâm việc ngụy trang nữa. Mặt trắng bệnh nghiêm trọng chạy tới, cô bối rối bị kẹp giữa đám đông, may mắn được Lý Ngang kéo lại không thì đã bị đám người phía sau vọt tới dẫm đạp. Giống. Theo tiếng con chuột khổng lồ thê lương gào thét, mười mấy cái gai nhọn từ trên lưng nó cùng lúc bắn ra ngoài, đều nhịp hiện lên chữ hình, đục thật sâu vào khung cửa trên vách tường. Gai nhọn màu đen khảm trong tường bê tông cấp tốc từ đen chuyển sang đỏ, cuối cùng ầm ầm bạo tạc, bụi mù tung lên, gạch đá sụp đổ, chuột khổng lồ lưng xám trắng bám đầy bụi đất vẫn đứng tại chỗ. Đưa ánh mắt di chuyển về phía lối nhỏ đang chen chúc người, gai đen trên thân rung rung, phảng phất như một giây sau liền đem đám người xuyên thành bún cay thập. Cẩm, tình huống nguy cấp, Vệ Lăng Lam còn mặc váy dài hít sâu một hơi, đẩy cha mẹ cùng Lý Ngang Vương Tùng San vào chỗ ngồi. Từ hư không rút ra một khẩu súng trường tự động HK416 với súng phóng lựu có nguồn gốc từ Đức, được sơn ngụy trang chiến thuật màu nâu vàng. Vệ phụ vệ mẫu còn chưa kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ,
Vệ Lăng Lam liền mạnh mẽ nhảy lên mặt bàn, lắc lư làn váy, thay đổi tư thế. Cầm súng trường bắt đầu bắn vào con chuột khổng lồ. Tiếng đạn súng trường 5,56 bắn rất lớn, che khuất tất cả tiếng khóc, một viên đạn đồng đập chính xác vào đầu con chuột khổng lồ. Mặc dù mưa đạn không thể thâm nhập hoàn toàn vào lớp da lông dày của nó nhưng vẫn xé rách ra từng vết máu. Bức bách chuột không thể không nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, nâng vuốt trước ngăn cản súng trường bắn tới. Vệ Lăng Lam vẫn duy trì nổ súng áp chế, thừa dịp khoảnh khắc đối phương cúi đầu xuống, lập tức chuyển sang súng phóng lựu, bóp cò. Một quả lựu đạn bay qua đầu đám đông, đánh thẳng vào đầu con chuột khổng lồ, theo một tiếng ầm ầm vang lên, da mặt chuột bị nổ tung đến da chóc thịt bong lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Không đợi nó đứng vững, Vệ Lăng Lam lập tức lấy súng phóng lựu K-19 có chân máy ra khỏi cột ba lô, một cước đạp lên mặt bàn. Một cước đạp vào chỗ ngồi bên cạnh Lý Ngang, nửa ngồi xổm bưng súng phóng lựu lên hơi nhắm vào, ngón tay vững vàng bóp cò nhanh chóng đánh ra 10 viên cao bạo đạn. Súng phóng lựu K-19 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và đã có lịch sử 50 năm, nhưng các mô hình cải tiến của nó vẫn được ưa chuộng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nó bắn bạo cao đạn M430 song công, không chỉ có tốc độ bắn hơn 350 viên một phút mà còn có thể phá vỡ áo giáp 5 ly. Con chuột khổng lồ vẫn là thân thể huyết thịt, thậm chí còn chưa kịp dùng một chiêu gai nhọn trên lưng đã bị cao bạo đạn bao phủ, văng ở góc tường nổ tung thành bột nhão đỏ tươi bắn đầy đất. Chương 240, số người chơi. May mắn thay, thực khách trong nhà hàng đã trước một bước lùi lại, không bị ảnh hưởng bởi bán kính phá hoại 15 mét của cao bạo đạn M430. Nhiều nhất chỉ là bị sóng xung kích chấn động ngã xuống đất, choáng váng mắt lóe sao, tai ù ù từng trận. Chân tay tàn khuyết của con chuột khổng lồ văng tung tóe, Vệ Lăng Lam mím môi, cất giá đỡ súng phóng lựu K-19 từ trên ghế. Vệ phụ vệ mẫu ngồi phía trước trợn mắt hốc mồm, Lăng Lam người. Lý Ngang cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trắng bệch nhìn Vệ Lăng Lam đang đứng trên mặt bàn, Lam Lam người. Vương Tùng San ngồi bên cạnh hắn thiếu chút nữa không thở được. Huynh đệ, lúc này mà ngươi vẫn còn diễn xuất được à? Thực mẹ nó tận tụy cho vai diễn à? Bởi vì cái gọi là thu tiền làm việc, Lý Ngang chuyên nghiệp như vậy, làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà bỏ ngang giữa chừng? Coi như lần trước ở Độ Sinh Thôn, hắn cũng thật tốt hoàn thành ủy thác Lỗ Mậu Điển giải quyết sự kiện linh dị Độ Sinh Thôn. Tuy rằng Lỗ Mậu Điển, đệ đệ và cha hắn cùng nhau ngủ, nhưng đó đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là cố chủ tự tìm chết, hoàn toàn không có quan hệ gì với Lý Ngang. Nói tóm lại, Lý Ngang luôn tận tụy cống hiến công việc, trước sau vẹn toàn. Huống chi, trong nháy mắt chuột khổng lồ xuất hiện, hắn đồng dạng cũng nhận được nhiệm vụ hợp tác giống như Vệ Lăng Lam. Bởi vậy khi Vương Tùng San dùng ánh hung dữ nhìn chằm chằm hắn, hắn vẫn dùng giọng điệu của nhiếp ảnh gia trẻ từ Hạo Ca, kinh ngạc nói, Lam Lam, đây là chuyện gì vậy? Một đám thực khách kể cả vệ phụ vệ mẫu cũng dùng ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ nhìn Vệ Lăng Lam đứng trên mặt bàn. Phụ nhân Văn Nhã phun ra một ngụm chọc khí, trên thực tế trong nháy mắt khi nàng ra tay liền dự đoán được tình huống trước mắt này. May mắn là nàng đã sớm chạy đến cục đặc sự, không cần lo lắng thân phận bại lộ gây ra đủ loại xui xẻo, mọi người xin hãy yên tĩnh. Vệ Lăng Lam tư thế ghìm súng, tạo hình tương đối có lực uy hiếp, dù sao thì đống thịt còn nhiệt của chuột khổng lồ còn chỉnh tề trải trên mặt đất. Tôi là nhân viên của cơ quan chính phủ, bây giờ bên ngoài có một tình huống đặc biệt, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn. Bàn tay cô lật lên, lấy ra một bản chứng nhận hình vuông màu xanh lá từ trong cột ba lô, nâng cao giấy chứng nhận lên đỉnh đầu lắc lư trái phải, cho đám người đang xì xào bàn tán nhìn thoáng qua. Lý Ngang minh mẫn nhận ra tài liệu màu xanh lá có tác dụng can thiệp tinh thần. Sau khi lấy ra tài liệu, sắc mặt mọi người vốn hoảng hốt liền an ổn không ít, thậm chí còn không có hoài nghi gì đối với Vệ Lăng Lam. Cục đặc sự phát hành đạo cụ chế thức sao? Lý Ngang trong lòng thầm nghĩ, thoạt nhìn rất có hiệu quả a, là đều phát cho mỗi cho thành viên đội ngũ cơ động của cục đặc sự sao? Các tổ chức chính phủ cuối cùng đã mạnh hơn vô số lần so với những người chơi cá nhân. Song phương ở mức độ sử dụng tài nguyên hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Khi người chơi đơn độc còn đang che giấu tồn tại âm thầm khó khăn phát triển thì cơ quan chính phủ đã bắt đầu xây dựng đội ngũ, nghiên cứu sử dụng trò chơi giết chóc. Cho đến ngày nay, cục đặc sự đã có thể sản xuất các đạo cụ thiết bị siêu phàm quy mô nhỏ và thậm chí trang bị đầy đủ các thiết bị cho đội cơ động và nhân viên ngoài biên chế.
chứng nhận mang theo uy nghiêm của cơ quan chính phủ này chỉ là một trong số đó. Vệ Lăng Lam tiếp tục đứng trên bàn bắt đầu chỉ huy, cô để cho nam nữ già trẻ, kể cả nhân viên bếp sau đều tập trung ở đại sảnh. Sau khi phát hiện ra rằng tất cả các công cụ liên lạc truyền thông đều mất đi hiệu lực và không thể liên lạc trực tiếp với văn phòng cục đặc sự, cô bước ra khỏi cổng nhà hàng và nhìn xung quanh hai bên đường phố. Mặt đường đầy sương mù dày đặc, cửa hàng hai bên tuy rằng mở ra, nhưng bên trong không có nửa bóng người. Thật giống như bên trong cả tòa thành thị chỉ còn lại những người này trong nhà hàng Ung Di Các. Vệ Lăng Lam duy trì tư thế cảnh giác, tiếp tục dùng súng phóng lựu nhắm vào đường phố, lui về phía sau về phòng ăn, giả vờ lơ đãng liếc mắt nhìn đám người. Cô lặng lẽ kiểm kê nhân số. Nhiệm vụ lần này là yêu cầu người chơi thông qua phương thức hợp tác, hộ tống 132 người trong nhà hàng Ung Di Các đến số 149 đường Hòa Sơn, phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng do số người đến quyết định. Vệ Lăng Lam với tư cách là nhân ngoài biên chế của cục đặc sự, rất rõ ràng cái gọi là đường Hòa Sơn số 149. Kỳ thật chính là một cứ điểm nhỏ của cục đặc sự ở Ân Thành, nơi đó có số nhà 149. Điều này cũng có nghĩa là hệ thống xác định rằng gần nhà hàng Ung Di Các không còn an toàn nữa, ngay cả trên đường đến số 149, mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tìm ra số lượng, không chỉ để bảo vệ tốt hơn quần chúng, mà còn để tìm hiểu xem đám người này có giấu người chơi giống như Vệ Lăng Lam hay không. Hệ thống nói là hộ tống 132 người trong nhà hàng, trong đó cũng có một gợi ý mơ hồ, 132, rốt cuộc là tính cả người chơi hay không tính người chơi. Nếu như bao gồm Vệ Lăng Lam, nơi này có 132 người, vậy chứng minh những người chơi khác trong nhiệm vụ hợp tác rất có thể sẽ trộn lẫn trong đám người. Cứ như vậy, cho dù tên người chơi kia một mực không ra tay thì văn phòng cục đặc sự cũng có thể thông qua việc lấy video giám sát, kiểm tra và sàng lọc để tìm ra người chơi lẫn trong đám đông. Nếu như không tính là Vệ Lăng Lam, nơi này có 132 người, vậy chứng minh những người chơi khác trong nhiệm vụ hợp tác giờ phút này không ở trong đám người. Nếu không tính Vệ Lăng Lam, nơi này có 133 người, vậy chứng minh trong đám người khẳng định có một người chơi khác. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Người Chơi Hung Mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.